tạo dựng cho tình yêu, để sống với Chúa trong tình yêu, và rồi sẽ trở về với Ngài là cội nguồn của tình yêu. Thế nhưng hai ông bà lại muốn đi tìm cái gì khác lạ, một điều gì đó ngoài Thiên Chúa, ngoài tình yêu của Ngài. Tấm thảm kịch tội lỗi bắt đầu ngay trong nơi êm đềm hạnh phúc này. Con người đã quay lưng lại với Thiên Chúa và với chính bản thân mình. Chị Eva xinh đẹp ơi, có phải Thiên Chúa cấm không cho ăn mọi thứ cây trong vườn này không? Không, không đâu. Thiên Chúa chỉ nói chúng tôi không được ăn trái biết lành giữ thôi. Vì ngày nào chúng tôi ăn, chúng tôi sẽ phải chết. Chẳng chê chọc gì đâu. Thiên Chúa sợ anh chị khôn ngoan như Ngài nên mới cấm anh chị ấy thôi. Chị cứ thử mà xem. Chị đã xinh đẹp như vậy mà còn khôn ngoan như Thiên Chúa nữa thì còn gì bằng. Không tin chị cứ thử coi. Nè, trái thì đẹp mà vị lại ngon nữa chứ. Chị thử cắn một miếng đi, bảo đảm chị sẽ bằng Thiên Chúa cho mà xem. Trời ơi, ngon quá, thật là tuyệt. Adam ơi, Adam, anh ăn thử coi, ngon lắm nè. Eva, tại sao em lại ăn trái đó? Thiên Chúa đã cấm rồi. Ngày nào chúng ta ăn, chúng ta sẽ phải chết. Em quên rồi sao? Chẳng chết đâu, thiệt mà. Con rắn nó nói rồi. Anh coi, em ăn rồi, em đâu có chết. Anh ăn đi, rồi chúng ta sẽ bằng Thiên Chúa. Nè Adam, anh ăn đi. Anh ăn đi. Adam, anh đi về.
mọi người đã nghe lời dụ dỗ của Satan, không muốn chỉ là hình ảnh của Thiên Chúa, mà muốn bằng Thiên Chúa, cho nên họ đã ăn trái cấm. Bởi không vâng lời Thiên Chúa, nên họ phải đau khổ và lìa xa Thiên Chúa. Trong cuộc hành trình đêm tối của đức tin, chúng ta sẽ nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa qua những biến cố tưởng chừng rất đỗi bi thương, và từ những hoàn cảnh bất ưng ấy mà Thiên Chúa tiếp tục thực hiện lời hứa của Ngài. Đó là trường hợp của Giuse, con trai của tổ phụ Gia-cóp, do ghen ghét mà anh em muốn loại trừ ông, và cuối cùng bán ông sang Ai Cập làm nô lệ. Chúng ta bắt đầu câu chuyện Giuse với việc cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Giuse và các anh em. Ở đây chúng ta sẽ cảm nhận được rằng tình cảm gia đình sẽ luôn là liều thuốc đặc trị giúp con người vượt qua hận thù và làm lan tỏa tình yêu đến những tâm hồn chai đá đau thương. Qua câu chuyện này, chúng ta sẽ cảm nhận được Thiên Chúa luôn luôn là người cha yêu thương những đứa con hư hỏng của Ngài, dẫu trong người con ấy đã bao phen lỗi phạm. Thưa tể tướng, chúng thần vừa bắt được mấy kẻ lạ mặt mang men vào đã bị chúng ta áp giải chúng vào đây cho ta. Các ngươi từ đâu đến đây? Thưa tể tướng, chúng tôi từ đất Canaan đến để mua lương thực. Canaan ư? Không, ta cho rằng các ngươi là bọn Do Thám. Các ngươi đến để dò xét xứ sở này. Không phải đâu, thưa ngài. Chúng thần chỉ muốn mua lương thực thôi. Chúng thần không có ý nào khác đâu ạ. Do Thám càng không đâu. Không, ta đã bảo các ngươi là Do Thám. Không, oan cho chúng thần lắm. Thưa ngài, chúng thần là anh em con cùng một cha. Chúng thần có 12 anh em, một thì không còn nữa, còn nữ út thì đang ở với cha già. Thôi được, để xem các ngươi có đúng là không phải là Do Thám không. Ta tạm thời giam các ngươi lại. Một người về mang đứa út tới đây. Xin tể tướng minh xét, chúng thần không phải kẻ gian đâu ạ. Vậy bằng chứng nào để ta tin các ngươi? Ta muốn các ngươi mang đứa út tới đây. Ta cần thấy lòng thành của các ngươi. Vậy đi, ta sẽ cho các ngươi ra đi mang lúa về cho gia đình, rồi dẫn đứa út tới đây cho ta. Ta chỉ cần một người ở lại làm con tin thôi, được chưa? Lạy Đức Chúa, là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, xin Ngài chúc lành và ban bình an cho các con của con. Lạy Chúa, người vợ yêu quý nhất của con Ra-va-en đã đi rồi, thằng Giuse cũng không còn nữa. Xin Chúa giữ gìn bọn trẻ và cho chúng con qua được nạn đói này. Hình như bọn trẻ. Chúa ơi, đúng là bọn trẻ rồi. Các con về rồi đó ư? Các con đi đường bình an chứ? Có mua được lúa thóc không? Có chuyện gì? Đã mua được lúa thóc rồi, sao lại buồn rầu như thế? Simeon bị bắt giữ bên Ai Cập rồi cha ạ. Con vừa nói gì? Simeon bị làm sao? Dạ, em nó bị bắt giữ rồi ạ. Này Chúa tôi, sao các con lại để em nó bên đó mà về? Ông Chúa xứ ấy cứ khăng khăng cho rằng chúng con là bọn Do Thám,
cứ tra khảo mãi. Cuối cùng ông ấy bắt Simeon và bảo chúng con cứ về, sau đó mang Benjamin đến cho ông. Ông sẽ thả người cho chúng con được tự do buôn bán. Cha và các anh xem, chúng ta có tiền. Chúng bay thật khốn nạn, chúng bay cướp con của cha già tội nghiệp này. Hết Giuse, giờ đến Simeon và Benjamin, chúng bay cũng muốn đem bán luôn. Xin cha trách phạt chúng con. Chúng con đáng bị trừng phạt vì những lỗi lầm đã gây ra cho Giuse. Nhưng xin cha cho chúng con đem em Benjamin đi theo, chúng con mới có thể đem Simeon về được. Các con à, cha không muốn mất đứa con nào cả. Các con có hiểu không? Chúng ta không thể lường trước được tai họa gì sẽ xảy đến cả. Cha rất lo, nếu mất đứa nào thêm nữa, đặc biệt là Benjamin, chắc kẻ bạc đầu này phải buồn rầu mà xuống mồ mất. Nếu vậy thì các con cứ làm thế này đi. Hãy đem trong bao bì một số đặc sản địa phương và đưa xuống làm quà cho ông ấy. Hãy đem theo số bạc gấp đôi, vì số bạc trong bao có lẽ có sự lầm lẫn. Hãy đưa em đi và chăm sóc nó cẩn thận dùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng làm cho ông ấy chậm lòng thương các con, và để Simeon và Benjamin cùng về với các anh em của nó. Còn cha, nếu phải mất con, cha đành chịu vậy. Yeah.
Thiên Chúa không bỏ mặc con người trong vòng nô lệ của tội lỗi, nên đã hứa ban đấng cứu độ đến trần gian để giải thoát con người. Trong suốt dòng lịch sử nhân loại, Thiên Chúa đã nhiều lần nhiệm thắc bày tỏ ý định cứu độ của người. Và hôm nay, khi thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai sứ thần Gabriel đến truyền tin cho trinh nữ Maria để chọn cô làm mẹ của đấng cứu thế. Lạy Gia Vê Chúa của con, này linh hồn con, này xác thân con, tất cả thuộc trọn về Chúa. Xin Chúa thương nhận, tùy Chúa định nguyện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẹp lòng Thiên Chúa. Nơi đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nhân cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai vàng vừa đáp tin tổ tiên người. Người sẽ chỉ về nhà xa con đến muôn đời, và chiều đại người sẽ vô cùng vô tận. Việc ấy sẽ phải ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ được bông trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Xa về chỉ họ bà tuổi đã già, thì nay đã mang thai vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứu làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứu làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Đức Chúa, đầy thần trí tôi vẫn hợp mình.